Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, và để thay đổi bầu không khí như phần đầu đã giới thiệu, trong hội thi tiếng hát giáo viên ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang năm 2024 vừa qua, đơn vị trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã đạt thành tích giải nhì toàn đoàn với 2 tiết mục đạt giải nhì và 1 tiết mục đạt giải nhất. Sau đây xin trân trọng giới thiệu đến quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh tiết mục đơn ca xuất sắc giành giải nhất của hội thi. Bài hát được mang tên Trung học phổ thông Vị Thanh, ngôi trường dấu yêu, sáng tác và trình bày cô Mai Oanh.